Nàng tiên đánh cờ,
về tận đâu đây? Ở ngoài kia thôi à? Không quay đường thôi. Không thấy rõ. Không thấy người đâu, xa lắm. Xin chào các bạn. Hôm nay tiên sinh sẽ đưa quý vị và các bạn đến xã Chiến Thắng ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để tham dự đám cưới của người Nùng. Con đường đi xuống đây nhá. Ui dồi, đi rung rung nữa nó mới sướng. Hình như phải đi qua cầu tre này hay sao ấy. Phải đi qua cầu tre à? Ồ, làm sao qua được? Mấy con vịt to quá. Chúng ta sẽ cùng vào trong nhé. Còn chưa biết đường này, không biết phải đi cầu tre, qua cầu tre này không, hay là đi đường nào. Đi thử đã. Để bác già trong này rồi. Không biết đi đường nào đây. Đi lên đây à? Anh ơi đi đường nào đấy anh ơi? À đi xuống đây. Ôi giời ơi, trèo qua cái này. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đi qua đây, đi qua đây. Ôi. Video của tiên sinh quay nó cứ rung rung này, xem mới thích nhá các vị nhá. Xem đỡ buồn ngủ. Trời. Ôi trời ơi. Ôi đông vui thế. Em chào các anh chị nhá. Ôi ôi đông vui thế. Vui từ sáng rồi. Từ sáng rồi à? Ăn sắp xong rồi anh. Chào các chị. Ăn xong rồi. Vâng. Bây giờ chờ MC. Bây giờ chuẩn bị MC à? Em chào các chị nhá. Vâng. Ôi đông quá nhỉ. Chị chủ nhà bên này phải không? Sắp MC chưa chị? Vâng. Chị chủ nhà đằng sau kia phải không? Đây đây phải không? Đây chị chủ nhà đây nhá. Đây là cưới con gái con trai đấy. Đây cưới con gái. Ui đông vui các người, toàn người trẻ luôn, mặc áo xanh đẹp nhờ. Hôm nay nhiều bạn trẻ thế. Chị ơi, hát gì chưa? Chưa hát. Chưa. Đang tìm người. Vâng. Chào các chị nha. Đại mừng mình chạy cá, nhưng cá phá nó không gì càng à? Đông vui quá, đông vui quá. Mọi người ăn cơm xong rồi chưa anh? Ôi gái xinh này. Người nhiều quá anh nhỉ? Dạ, được quá. Chị ơi, à, đâu mà xinh thế? Không phải Xuân Tình không? Ôi dồi ôi, toàn người xinh luôn. Hôm nay nhiều người xinh quá. Ôi dồi ôi, toàn người trẻ nhỉ? Bạn trẻ nhiều thế. Hôm nay là cưới con gái của chị kia là con trai đấy anh? Con gái mà. Con gái của chị kia. Đây chị đây à, mẹ trẻ măng cái này á. Mẹ đây này. Đây 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 mà. Mẹ trẻ măng như cô dâu ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị ơi, mẹ mẹ cô dâu trẻ như cô dâu này á. Trẻ nhờ. Chị mình bà là chụp mình như đấy đấy. Cô dâu đang mời rượu khách nhá. À mẹ cô dâu chứ nhầm. Nhầm. Cô dâu đang mời rượu khách chứ. Đấy các chị sinh gái đang chụp ảnh đấy. Làm kỷ niệm vài nhỏ ơi. Hôm nay nhiều người trẻ quá. Máy đâu chụp cái tên. Máy tên, máy tên, máy tên. Máy chịu khó nhỉ. Trời ơi. Ơi. À bác này chắc là ăn nữa, cái này là mấy lắm, cái này là chắc là ăn luôn đấy, chụp em mà. À rồi, mời chúng bảo. Chào cháu bên này nè. Xin các chị uống rượu nhá. Em chào anh ạ. Ở đây cũng là các bạn ở ngay. Thí sinh nhỉ? Dạ vâng ạ. Thế bên bạn đi là cũng là ăn lắm đấy. Thí sinh quay lại thí sinh ơi. À, đây là có phải anh chủ nhà không? Anh chủ nhà đấy không? Không phải. Không phải. Ôi các chị xinh đẹp này. Đó, chào bác. Bác nè, mà đi thì mà là tháo ô có phải có toản không? Có vừa đây mà. Cái nào uống rượu đâu? Xin lấy bác đây. Hôm nay nhiều khách trẻ quá. Cản hết cổ. Ok nhá. Ơi các chị ơi, uống rượu nào. chuẩn bị nghe FC nhá. Đỏ đen như anh cái này. Không phải nhưng mà đen như em. Nhìn mưa to thế nhỉ anh nhỉ? Bắt tay bắt tay. Khải đến lâu chưa? Đến lâu rồi. Các bạn trẻ. À, đi sang đây xem các trai FC nào. Chị gái kéo leo ngoài xong rồi à? Cho em xem uống rượu với. Vâng nhá. Trước. Vâng xe nào tặng hai người phụ nữ nào con chưa biết. Em chào ba nhá. Vâng ba đây. Ba này lâu chưa? Không được thế mà. Chết rồi. Em quay các chị uống rượu thôi. Vâng. Hết luôn.
uống hết nhá. Anh nhầm à? Tôi càng cổ với tôi nung mấy nhá. Hôm nay toàn người trẻ đẹp thôi. Chín leo hầm thì nhúc nên non. Bạn nhân mà mình luôn nè. Không ngon đâu, nó cục. Thôi 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 các bạn nha. Nó cục ăn thì mưng quá. Em đi nhờ với. Đi xem các anh chị uống rượu thôi. Các chị xinh đẹp không? Xem các chị xinh đẹp uống rượu. Ông bà càng cái này. Cả phòng phòng bê 60 đây. Mày chắc chung mày áo cái của mày. Bóp. Đi chỗ bao. Chào chào. Đi đã. Ôi, chị này xinh đấy. Đâu? Xinh nhưng mà xinh. Chụp chụp một kiểu. Chị gần đây à? Gần chị Tân Thành. Tân Thành à? Yeah. Thế không thấy đi hàng mấy nhỉ? Có mà. Ít đi lắm. Đi nhiều. Yeah. Là không hát đi đâu. À không hát đi đâu phải không? Đâu đâu cái gì đấy? Cái gì đấy? Đang đang đọ tay. Xem là ngày nó ăn tôm. Được một bát tôm rồi. Anh Út quay thắng vào muốn làm một nửa chén được với chú ạ. Vâng ạ, anh cứ tiếp các chị đi đã. Các chị tầm hai đi rồi mà hôm nay cũng nói chung là toàn các chị trẻ đẹp hôm nay hồng hồng rồi. Hôm nay đông người trẻ đấy. Đổi nên hồng hồng rồi. Vâng. Các anh ơi, chuẩn bị hát xi nhá. Lại đi, không đẹp đâu. Em chụp cho lại. Anh chói. Con dây buộc vào, con dây buộc vào. Thôi. Các chị trẻ quá. Nhân lên. Tiền đây không chụp. Cây chọc vào. Chị mẹ ơi. Chị mẹ. Chị mẹ ơi. Bảo mọi người hát xi đi. Sắp muộn rồi đấy. Đó, lên rồi mà. Tối qua lên rồi vô. Tối qua lên cực cực rồi vô. Đấy, chuẩn bị ăn xi rồi. Đây là Pepe. Đi lên nhà hả? Lên nhà hả? Có hát xi không anh? Có, lên đấy đó. Đi nhà.
này bá. Đây thì nướng cái nào? Thì nướng cái nào? Đi lên nhà đi, đi lên nhà với các chị đi. Đi lên nhà cùng các chị đi. Đi lên hườn đi. Đâu cái nhà cái chị Lâm đâu rồi? Đi qua suối à? Đi qua suối hay đi đường nào? Không biết. Không biết. Các chị. Tản đến lâu chưa? Tiến sinh. Đến lâu chưa? Em đến được lúc rồi. À. À con cầu đây. Đi qua nhà nha, đi qua nhà nha. Chắc hôm nay quá. Để em đi qua cầu trước. Để em đi qua cầu trước. Cầu này con đi cùng nhau được không? Ui cầu tre. Cầu tre trơn đấy. Trơn lắm. Trơn lắm anh ơi. U đi qua đi anh. Đừng đứng đây dung. Không dung con cờ đâu. Đây đây. Mọi người chuẩn bị qua cầu. Anh ơi lùi lại một tí đi anh. Anh ơi lùi lại một tí đi cho đẹp. Đi dùng, dùng quá sợ. Mấy anh dùng có mấy chị sợ này. Dùng có mấy chị sợ. Chụp kiểu nha, chụp kiểu ảnh nhá. Mấy anh cứ rung quá này. Đấy đấy rung quá sợ. Lăn xuống suối là ướt. Rung mạnh lên, rung mạnh lên. Chụp ảnh ơi. Chụp ảnh. Rung quá là sợ xuống suối đấy nhá, đây này suối đây này. Này 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 ngã này. Mấy chị sợ quá. Qua nhịp cầu tre. Hôm nay mưa hơi trơn. Tre qua núi con đê. Ôi là còn dắt nhau này 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 này. Đấy phải men men này dắt mới được. Mẹ anh này nghịch quá. Dùng dùng nó gãy đấy. Ờ thiếu cái này dính xe nắp lên. Em không sợ đâu, anh cứ dùng đi. Anh cứ dùng thoải mái. Các bạn ơi, dùng ảnh vào. Giật 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 đi. Ai cũng đi được ôm sang, à bế sang. Ô thế nếu mà mình đi ra ngoài thì vẫn phải đi qua đường này à chị? Đi qua đường kia à? Đi đường này luôn à? Thế à? Còn có đường khác nữa không? Còn có đường khác nữa không? Không có rồi á? Phải đi qua đường này luôn. Ai? Qua cầu áo bay đấy, không phải gió bay đâu, áo bay đấy. Cầu tre lắc mẹ không? Cây ca cầu một tí. Đi lên nhà nhé, đi lên nhà nhé. Ủa cao thế. Nhà tít trên kia. Trên trời luôn. Hai bạn này qua cầu cẩn thận nhé. Ngã ập đấy. Cầu tre lắt léo gấp gần khó đi. Toàn đi ăn cơm với Khái đi.
đây nhà trên này. Xung quanh toàn núi đồi. Lên nhà nhé, chúng ta lên nhà nhé. Ủa nhà xa thế. Xa mới núi cũng đèo à, cũng lội à. Đây là nghe giọng quen thế nhỉ? Đây cô dâu chú rể đây phải không? Ở đây. Đâu? Đây là đây, đây là anh trai cô dâu chú rể. Anh trai. Đây cô dâu chú rể. Rất là đẹp đôi nhỉ? Đây là nhà đây, nhà cô dâu đây. Chào các chú ạ, chào các anh ạ. Mọi người đang vào nhà đây. Có chi phí à? Nhà cái núi chán quá nha. Núi đây, núi đây. Cô núi này. Mình là, mình hát ở trong anh thêm bảo phạt đấy. Và hai chị đã sinh lục bình đây rồi nhá. Đấy, đã sinh lục bình. Xuân tình, xuân tình. Vâng, 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 vâng. Xuân tình à? Hát si cho chị ơi. Chuẩn bị giam, chuẩn bị hát anh ạ. Chuẩn bị hát. Chuẩn bị hát. Thôi các chị uống rượu đi nhá. Anh thường xuyên đi hát xin mà. Từng sống không mà các bạn, sống hát xin à. Từng sống à. Mà các bạn, bạn sống hát xin ấy. Mà các bạn sống hát xin. Đi vào xem mọi người làm gì đây. À, mọi người vào đây uống rượu. Thôi thái cả mình đấy. Chuẩn bị nữa mà người thì vào trang điểm, người thì uống rượu, tranh thủ trang điểm một tí. Bà Phi á. Ê, cảm cái cốc kia mà cái này giảm kín đó. Chẳng tình cảm phải lâu chứ gì tình cảm, nhưng mà nó mà sang sang sự tình cảm. Đấy đúng rồi, uống ca này mới được, không uống chai đâu. Làm bán được cái nào đó. Đang uống nước. Đẹp thế nhờ. Mời các chị xinh gái. Cho em vào uống hát xi rồi. Nghe, nghe các anh chị hát xi tí. Các chị hát xi kìa. Hát xi được hả? Đấy là sạc cầu hũ văn này. La chú ta sạc cầu hũ văn này. Ngồi nữa anh. Vâng. Xem các anh hát xi đi đã. Đúng rồi. Đương nhiên. Mời mai các chị chưa hát à? Hát
bị mau mau vẫn nhung mua sắp đi chúng ta thấy lúc nào không học quán kẻ đá chúng ta thấy có con tay đầu tiên của học báo mặc lại mạnh mẽ tiếp rót rượu, rót trà là rót rượu, ô, một lúc rượu vào cũng đơ đấy. Dạ, các em ạ. Các chú là... Vâng ạ, là... em biết mà, em hát quay hát si mà tiên sinh ấy, vâng, tiên sinh tiên chuyên ca hát si rồi. Các anh cứ hát tự nhiên, mời các chị đi, các chị xinh đẹp này, đang chụp ảnh, đang selfie, xinh quá nhờ, ai cũng xinh luôn. Trời ơi, các gái Lộc Bình là xinh thế. Chụp ngược sáng rồi, tại vì đằng sau sáng, đằng trước tối. Em mời các anh uống nước nha, các chị. Uống chén nước chè cho nó ấm bụng đã, thả hết cổ. Nhà anh gần đây à? Ở nhà anh đây. Anh là em trai đây. À em trai chủ nhà đây hả? Em trai chủ. Vâng. Em trai bác. Hai chị bắt đầu hát rồi đấy. Chuẩn bị rồi đấy. Hát đâu, là anh em cơ mà. Còn anh em kìa. Anh họ ấy. À anh họ à. Có gì đâu, có này thả. Có phải phân hợp thắng chung gì đâu. Tiếp kì là lưới văn. Má này nhé. Má với má với. Má về. Má với. Má với Sân Thảo ơi. Sân Thảo ơi. Ô, anh không uống nước à? Không chè, hết chén rồi sao? Và đi, và nói chuyện bình thường thôi mà. Các kỳ ban là chẳng mà đón dâu ơi mà nào tổ chức tổ tiên là nó cục phân tính mi chế đúng đâu cục phân lưu với hàng thôi thì kỳ ra các kỳ ban là cái đó ban mà tổ hợp là anh ban vui bây giờ là kỳ lên này cái tổ hút thôi cũng đi tổ đi đây là kỳ lăng không kỳ lăng kỳ nó không phải tổng cao mà đây là kỳ nạp mè mà kỳ nạp mè mà kỳ nạp mè mà với hai chị kéo lèo nhỉ, chị kéo lèo nhỉ, chị trà kéo lèo Liên Sơn ở gần kéo lèo kia phải không? Không gần nữa, còn cách ra cái họ đi đến nhà chị trước xong mới kéo lèo phải không? Đấy các chị chuẩn bị hát nhá. Thế hai chị này hát cũng được không? Các chị này không hát. Chị bà ra vừa dậy. Vào đi. Chị bà đây á. Đấy sang ngồi gần rồi đấy, bắt đầu vào đấy. Chén rượu đấy. Ô đi thế à? Đi thế à? Không phải xấu hổ đâu. Các chị xấu hổ rồi. Không vào thì các anh cứ vào cũng được. Lái văng vào. Các anh cứ vào làm gì vào thế nào được. Các chị này còn bén lén. Ơi chị hát vài câu để tỏ tình với nhau là tụi mình hát là mình sau thứ nhưng mà anh em là các cháu là để giao duyên luôn. Vâng. Đấy. Các chị chủ yếu đến góp vui là chính thôi, không biết là. Rồi, chúng ta cho hai cháu bây giờ. Uống ly rượu á? Chú uống đi. Để sống trời hạnh phúc trăm năm thôi. Chào nhau thôi. Vâng, vâng. Em mời anh ạ. Vì hôm nay vào đây là lần đầu, đây là phát triển là đầu tiên. Vâng ạ. Ôi chị đi mất rồi. Ôi giời ơi. Em mời anh nước nhé. Em đi vào nhà theo các chị tí. Đây mình là tuổi già rồi, không hợp với vâng, vâng ạ.
không hay các chị kia thôi mà không quan nhìn đâu. Ôi là các người đẹp đấy. Ây ơi, nổ rượu đi nha, phát hiện rồi nha. Cảm ơn với Lưu ý đến nhiều và mi hẳn mơ đấy. Các bạn trai trẻ này đâu ấy? Các bạn trai trẻ này. Xuân Long à? Xuân Long, Xuân Long. Đi bạn à? Bạn của mẹ cô dâu á? Hay là bạn cô dâu? Bạn về đó nha. Có gì đó mà đã xinh quá, hôm nay ai cũng xinh thế. Đúng là chiến tình cảm đúng không nhỉ? Con men là người nhà rồi đấy. Đi đâu bây giờ? Đi đâu bây giờ? Đi nhà bạn Thảo. Bạn Thảo á? Thấy không hát si à? Hát chứ, đi chơi một lúc không hát. Còn nhà bạn Thảo ở tận đâu? Trong đấy á? Nhà bọn em đi cùng được không? Đi cũng được mà. Đây là Uông Huy chủ nhà nhá. Vâng. Ôi giời. Hết rồi. Chủ nhà là ban sổ toán. Đây là chủ nhà. Đây. Chúc chủ nhà hôm nay là mời em nữa. Cứ vui đến ngày mai đi. Ôi thôi. Ngại lắm. Ngại cái gì? Cùng nhau hôm nay. Chúc chủ nhà. Chị đã uống hết phạt nha. Uống hết nha. Chăm nhá. Sinh cũng uống hết này. Hết rồi này. Ô, hết rồi nhờ, em cứ tưởng nó dối chứ nó uống hết rồi. Hả? À, nó ký bấn em. Alo, lúc nào ra con nhá. Đi chặt chẽ đi. Đi. Dô đi. 2, 3. Đấy, rất vui nhờ. Cháu ơi, nó to chút bà. Lúc bà cắn đeo bám chủ hơn là đeo bớt lá. Bà đang ôi đi đâu đẹp đâu đấy. Cái tàn xuống lóng. Chị em đã lên nhà ôi dồi. Cháu đi sang bên kia đã. Đi sang bên kia thôi nhỉ? Vâng. Sang bên kia hát si thôi. Sang bên kia đâu? Lại qua cầu tre tiếp. Lại qua cầu tiếp. Ôi dồi. À, cầu tre. Nhảy xuống chỗ này nó rung rung. Đấy, các chị đang xếp hàng qua cầu tre này. Ôi, chắn là pháp quản hả? Hả? Có mình mà, có mình mà. Pháp quản đi. Pháp quản đẹp mà đấy. Bày bơ, sỏ nước khí mà đôi lòng. Lòng bên tăm. Bày bơ, thèm bày bơ. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre. Làng bên băng qua kinh nối tình miền quê. Qua cầu tre. Âu ơi, dân trong làng xa bị chia. Tặng đây nè. Không cần tặng đâu, cứ đi thôi. Tặng á. Đâu rồi? Mọi người lại qua cầu tre lại sợ là kêu ai oái rồi. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre. Làng bên thế là có con đường duy nhất một con. Ôi mọi người, các anh trai lại rung cầu cho các chị sợ rồi. Mẹ anh này nghịch quá, toàn trêu các chị sợ thôi. Các không đi qua được khéo cầu sập đấy. Đi lên đây chụp ảnh. Chạy nha. Dùng một tí quý vị chịu nha.
từ chụp cho đây. Từ biết xem vào máy nào. Xem máy nào cũng được, mỗi máy liếc một cái. Tạch tạch tạch, cười hi hi đi. Thả tim, thả tim. Ô không gọi chị chủ nhà ra chụp cùng à? Chị chủ nhà vào chụp cùng một kiểu đi. Đấy vào đây đi. Chị cao nhất này sang bên này, chị chủ nhà đứng đây, chị cao nhất sang bên kia đi. Để đều, đấy mới đều. Đấy. Hi hi nhá. Chị chủ nhà lùi lại một tí nữa. Lùi lùi lại đằng sau một tí. Lùi lại một tí. 2 3 nào. 2 3 nào, 2 3 nào. Cười đi. Không ai cười mấy. À được rồi. Khỉnh răng ra một tí. Ui đẹp quá. Ôi giời, chị đang có xinh tươi rồi. Được rồi. Không quay nữa. Không quay nữa. Anh quay à? Vừa, đâu, vừa quay vừa chụp. Nhưng mà chụp được nhiều mà. Cháu chụp được nhiều lắm đấy. Đi tiên sinh lừa. Lừa gì? Vừa quay vừa chụp mà. Vừa quay vừa chụp à? Thế tối này gửi cho các chị nhá. Sao lại lừa? Sao lại lừa đây? Đi xuống thôi. Không cười gì đâu, không sợ đâu. Ấy dở. Ấy dở, đi từ từ thôi. Đi nhanh thế thì rơi hết dẹp đấy. Rơi hết các thứ bắn đấy. Bắn cho em là được rồi. Cũng bắn cho em là lần sau em không chứa đâu. Chụp cho chị một kiểu riêng đi. Ok. Xuống cầu tre chụp. Đúng rồi. Xuống cầu tre. Xuống cầu tre chụp. Có, đi hát. Em đi hát cùng đi. Em không biết được hát đâu, em phải người ra em biết hát. Thế người em người ở đâu đấy? Em ở Bắc Giang. Ui, tận Bắc Giang lên đây à? Nếu mà ngã thì em chạy xuống rồi em kéo hộ cũng được mà, không sao đâu. Anh quay YouTube à? Nhanh một tí, đúng rồi. Ui, đi nhanh lắm, sợ trượt chân. Rồi anh sẽ làm mờ mặt em đi. Các chị cứ giả vờ bảo say đâu, say đâu mà say. Qua cầu pừ pừ ấy nhờ. Vẫn chạy qua cầu ấy, nhắm mắt còn đi được. Cứ giả bộ thôi. Các chị cứ rung rung một tí đi, cho vui đi. Đấy, nó rung là nó mới vui, nó mới sướng. Đi qua cầu tre. Hát đi các chị ơi. Ôi hát xi rồi này. Anh Thòng đã hát rồi. Em chào các anh ạ. Hai anh chiến thắng đẹp trai đã hát rồi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Chào các anh. Dạ. Em chào anh nhá. Đến lâu chưa anh? Ồ, hai chị này đi. Ở đâu đây? Mà để quay thôi à? Dạ. Mà để quay thôi. Vâng, tí em bảo các chị sang đây ngồi sáng hơn. Được không? Anh lùi sang đây một tí được không? Cho các chị ngồi đấy. Tại vì ngồi bên này không thấy mặt đâu. Hai chị ơi, hai chị sang đấy ngồi đi. Ở chỗ này không thấy mặt đâu. Tay một tí thôi. Tay một tí làm kỷ niệm mà. Chị này ngồi sang đây thôi. Chỗ này mưa ngồi sang đây thôi. Đấy, sang rồi, sang rồi. Đấy, sang rồi, sang rồi. Ấy
Em đặt đây để em đi lấy chân nữa nhé. Đi lấy chân. La la la.
thế khắp xa xa nữa khắp xa lấy đi hết hả chị? Ôi bên này hát rồi à? Anh trai Lộc Bình đến đây rồi vớ. Mấy chị gái Xuân Long. À Tân Thành chứ nhầm Tân Thành. Ôi hát bé đấy, không nghe tiếng gì hết. Tí cay nhá. Cay hai anh một câu nữa, một vàm nữa nhá.
กินอะไรได้หรอchong khi thì cả lũ lia đại xíu lũ ngô ma ban nhân tế kể cái ban này tên ngô đấy hát vào chưa không không người hát người ra xem mà hát nó một cái chỗ xong à bắt vẫn đang cái mềm thay một tí thôi bằng này thôi bằng này thôi bằng này thôi không vào à? Không hát rồi, không hát rồi, tắt rồi. Không rồi, rồi tắt đi à? Vừa mới tắt này. Vâng. Vì không hát rồi là tắt đi luôn. Chỗ hát của chỗ này tạm dừng cái đã. Em sang đây. Xin mời quý vị và bạn nghe hát phi giao duyên ở đám cưới xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng. Các anh vừa uống rượu vừa hát phi luôn. Hôm nay toàn các cặp đôi trẻ nhá. Ô, có cả chị Thìn nữa này. Cay một tí, cay một tí thôi chị ơi. Đẹp đấy, cay đâu. Ôi trời ơi, đây đây, nhưng mà cái này chẳng có gì khảo không mà. Chắc mình mới là đi. Ấm mắt đúng rồi, đào bà. Nhà là thằng lo kinh lo bà lo mới nhà thè. Cổ lắm bà. Em nghe các chị hát tí nhá. Nói là đôi ta ngà tông vì sao đấy của toàn à nhậu nhiều quá thân hỏng chén nào chưa rồi ạ vâng chú uống bây giờ uống luôn em uống luôn rõ đi em mời hai anh một chén luôn mặt chưa chưa lên vâng mặt còn mời mời khá nhá hả rót chén rượu mời các anh đã. Đây của chị đây. Của chị đây. Chén cũ này bỏ vào. Nào em mời hai anh. Chúc sức khỏe các anh nhá. Hai anh trai chiến thắng, áo đẹp. Cho đẹp nhá. Vâng. Mời anh nhá. Nào hai chị. Bắt tay anh cái ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta 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 uống rượu suốt ngày, uống rượu nhiều quá hỏng thức ăn này. Không mua được cái chân thì là nhà khí nó thử chưa không nuôi mà mua cái đắp nhưng mà không có. Không lũ mua mà không có. Hai chị gái Liên Sơn hát với hai anh trai Thắng Quý à? Thắng Chị Thắng à? Na to na 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 và khi đi chị vả nó sẽ cho xe em đi nhờ vậy. Hát vào chưa, quay được chưa? À, hai chị này hát rồi, hai chị xin chào. Ô chị này không hát nữa à? Ô đi đâu rồi? Đúng người. Ôi thế 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 anh cầm hộ em một phút. À không không, anh này cầm dễ hơn, anh này gần hơn. À không, nhưng mà anh này không cầm, anh đang hát. Xong em về đây ngay nhá. Cầm chỗ này này thì nó không bị che. À thôi để lên đây cũng được. Để lên để bánh. Để lên đấy được. Cái chỗ này camera lên này. Đấy. Đây là cây sinh thái nhỉ. Cái người xinh gái chừng nào đấy. Nhiều hơn cái lòng vào đá nó làm cái hàng. Em cảm ơn ạ, anh xin đấy. Cảm ơn anh nhá. Nhiều hết rồi. Chào. Canh một tí làm kỷ niệm mà. Đi tận Xuân Tình xuống tận đây à. Thôi tắt nhá. Tả gì á, cái tả ơi. Ây ơ. Ây ơ. Mì hàn cân nào lẩu màu đấy. Công bằng kinh tục lâu hả lá. Mà chẳng muốn đánh bảo cái chóng lần á. Nếu mà cái cả văn tổng lý hả? Mà cháu còn đánh bảo cái chỗ tàu đó. Kiến vô hơn chứ quay thầy. Ôi chị gái xinh đẹp đang mời rượu. Rồi anh xin nhá. Cảm ơn chị nhá. Em mời chị nhá. Cái chỗ này nó không đúng lỗ rồi. Nó phải trung lỗ mới được. Đấy. Nó không nhìn. Anh ở ngoài kia rồi. Anh ở ngoài kia không mới vào đây. Anh ở ngoài kia không mới vào mà. Chị mới ăn đó. Sang kiến đâu mà du hương cùng mì cỗ này. Mì cỗ chị chuẩn bị mà.
nam địa thiếu dân. Ai nhà tha bi tu ma nhà đi a cái mà ngư. Da cao ta mi nga pe ru ban ba nga na mai sa lu ye ya sao la ju tin trắng nhưng mà các bạn bảo không ăn cho anh mình thì bấm vào anh liên xuân anh định đúng đúng tin trắng nữa các bạn bảo không ở ngoài này có tin em lên lê chân đã nhá các chị cứ hát tự nhiên đi. Dạ. Vâng ạ. Hát không vào cái này. Chưa vào ấy. Thế cái chương chuyển nhá. Chương chuyển nhá. Chương chuyển chứ không hát. Hai chị hát đi các chị. Không quay về đây. Em ra ngoài cho em ra nhờ một tí thôi. Không quay vào đây để chị nói chuyện một tí. Nói chuyện riêng đi. Em không quay đâu. À quay đội kia chụp ảnh cái. Đây vào đây ngay các anh chị này hát nhá. Hát chưa em quay một tí nhá. Quay một tí thôi. Một tí thôi mà. Thế em quay các anh thôi này. Các chị hát đi. Quay các anh thôi nhá. Thật mà. Đây. Không thấy chị đâu. Phật. Ai na da te nu ma ya sin da. Đấy ông tiên sinh ơi quay đi. Cái nhá. Đấy ông này lên tivi đi. Áo một cái tivi bảo là cứ mình té bên bon. Các chị này tiếp rượu tiếp chè. Đây là đội quân tiếp nước chè với nước tiếp rượu đây đông vui lắm này. Ôi giời. Không thấy cần bon cần tivi bảo là nghe. Tivi bên tay nữa. Vâng. Anh cứ trêu thôi, anh lên suốt rồi. Thì thẳng cay sang một cái xong lại cay bên này hát thôi nhá. Không cay sang chị đâu, yên tâm đi. Mới hắn lên rồi. Chú áo con mấy đi. Nè, áo tay con. Mi hắn đi. Mi hắn đi hạt đi. Bá đi. Mi áo tay mẹ tư. Áo kì cất tức để lô. Áo. Tên là tên tức 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 tức. Năm bóng à? Kiến à? Kiến nạm à? Kiến nạm à? Các chị này không muốn quay phải không? Mấy hát à? Không quay thì không quay đâu nhé. Không quay đâu được. Cây con trai thôi nhé. Cây con trai thôi. Cây con trai thôi. Thank you.
nhưng mà không có gì yên là cái này cái này แปนูดีแปนูดีอะไรบ้างhộp cả hay mi khẩn đấy à? Cảm ơn tất cả quý vị nha, xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé. Chị chia tay rồi, lấy này đó. Chia tay rồi. Không? Đi sang đây cay cay chị này một tí. Đi về ra chị ơi.Đang định cay là đi mất rồi. Cây rồi, đang cay rồi. Các chị đâu rồi?giờ ai đi chơi đang tán này đang tán hát này đang tán này đang tán không có em không phải tán em không bắt đầu quay dần thôi. Quay sẵn rồi, người đẹp phải quay từ đầu mới được. Gái xinh trai đẹp, gái trai Lộc Bình, gái Chi Lăng đấy. Đấy, người mời rượu càng đẹp đấy. Đẹp đâu, cao to. Đẹp trai xấu. Ôi, đẹp trai xấu cổ chứ. Đẹp trai xấu cổ.
ơi, đi xin chân cây đầu, đang cũng chịu. Tên không chế các bạn. Cây dần rồi. Cứ hát dần đi, vừa uống rượu vừa hát được. Hai anh hát trước đi. Hai ba nào. Áo đẹp, áo giống nhau thôi nhỉ. Để ông chết nó mời ông chết rồi hát đi sớm nhá. Vâng vâng vâng. Mình sợ có mẹ nói đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các anh chị chia tay nhau xa quá không đi được rồi. Nhà to lắm chứ không dùng lấy được ấy. Thuyền độc mộc em qua bên.